Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu, trong ngày mấy kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 668. Kinh không tăng không giảm. Hán dịch vào đầu nhà Ngụy. Này Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi người Bắc Ấn. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn cùng 1.250 vị đại tỳ kheo và vô số các vị đại bồ tát đang ở tại núi Kỳ Xà Quật trong thành Vương Xá. Vào lúc đó, từ giữa đại chúng, tòa bàn Xá Lợi Phất đứng dậy đứng đến trước Thế Tôn, đành lễ dưới chân lui sang một bên rồi chắp tay bạch: Bạch Thế Tôn, từ với thủy đến nay, hết thảy chúng sinh qua lại trong ba cõi, sáu đường, rồi lăn sống chết trong bốn loài, chịu khổ vô cùng cực. Bạch Thế Tôn, hết thảy chúng sinh này nhóm lại trong bảy chúng sinh thì có tăng giảm hay không có tăng giảm? Ý nghĩa này quá sâu kín, cũng không thể giảng giải được. Giả sử như có người hỏi, có biết trả lời sau đây. Đức Thế Tôn liền bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Thật tốt thay, này Xá Lợi Phất, vì muốn làm cho tất cả chúng sinh được an ổn, làm cho tất cả chúng sinh được an vui, vì thương xót tất cả chúng sinh, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, chỉ muốn làm cho tất cả chúng sinh được an vui sung túc, và vì hàng trời người mà ông hỏi ta với ý nghĩa sâu xa này. Xá Lợi Phất: Nếu như không hỏi ta về nghĩa lý như vậy, thì ông thật có lỗi nhiều lắm. Vì sao? Vì vào những đời quá khứ, hiện tại và vị lai, tất cả chúng sinh trong hàng trời người cứ mãi chịu những việc sầu não tổn hại, họ đã hoàn toàn mất đi tất cả những sự an vui và lợi ích. Này Xá Lợi Phất, những người tài kiến sâu nặng, họ quan niệm cõi chúng sinh tăng, cõi chúng sinh giảm. Xá Lợi Phất, nhiều quan niệm như vậy, nên những gì họ thấy đều như mù, không có mắt. Và bởi thế họ mới luôn luôn lầm lạc, tạo ra những điều sai quấy, đi vào con đường tà. Và đó là nhân duyên mà ngay trong đời hiện tại này, họ phải bị đọa vào trong cái nẻo ác. Xá Lợi Phất, có những người đại hiểm nạn, cho đàn cõi chúng sinh tăng, cho đàn cõi chúng sinh giảm, rồi bám chặt vào những suy tính không thật ấy. Xá Lợi Phất, vì do bám chặt vào những suy tính không thật này, cho nên những chúng sinh ấy luôn luôn lầm lạc, tạo ra những điều sai quấy, đi vào con đường tà, và đó là nhân duyên trong đời sau phải bị đọa vào các nẻo ác. Xá Lợi Phất, vì không biết không thấy một cách như thật về một pháp giới, cho nên tất cả hàng phàm phu ngu si mới khởi tâm tà kiến, rồi cho rằng có chúng sinh tăng, có chúng sinh giảm. Xá Lợi Phất, khi ta còn ở đời, các đệ tử của ta không khởi lên các quan niệm ấy. Thế nhưng hơn 500 năm sau khi ta diệt độ, ngay trong giáo pháp của ta, mặc dù cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, hiện tướng sa môn, nhưng phần nhiều có những kẻ ngu muội, không trí tuệ, bên trong hoàn toàn không có đức hạnh của một vị sa môn. Như vậy, những kẻ này chẳng phải là sa môn mà tự cho là sa môn, chẳng phải đệ tử của Phật mà tự cho là đệ tử của Phật, rồi tự nói: Ta chính là sa môn, chính là đệ tử của Đức Phật. Như thế họ đã khởi lên quan niệm tăng giảm. Vì sao? Và những chúng sinh này dựa vào bất liễu nghĩa kinh của Như Lai mà không có tuệ nhãn, xa lìa quan niệm không như thật thấy, không biết một cách đúng đắn về sự phát tâm ban đầu và những chỗ chứng đạt của Như Lai, không biết một cách đúng đắn về sự tu tập vô lượng hạnh công đức Bồ Đề, không biết một cách đúng đắn về vô lượng pháp mà Như Lai đã đạt được, không biết một cách đúng đắn về vô lượng lực của Như Lai, không biết một cách đúng đắn về cảnh giới vô lượng của Như Lai, không tin vô lượng hành xứ của Như Lai, không biết một cách đúng đắn về vô lượng pháp tự tại không thể nghĩ bàn của Như Lai, không biết một cách đúng đắn về vô lượng phương tiện không thể nghĩ bàn của Như Lai, không thể phân biệt một cách đúng đắn về vô lượng cảnh giới xa cách của Như Lai, không thể khéo nhập vào lòng lành rộng lớn không thể nghĩ bàn của Như Lai, không biết một cách đúng đắn về đại niết bàn của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, vì không có văn tuệ nên nghe niết bàn của Như Lai, hàng phàm phu ngu si này liền khởi lên ý tưởng đoạn kiến và diệt kiến. Và vì khởi lên ý tưởng đoạn diệt như vậy, họ cho rằng có chúng sinh giảm nên sâu nặng về tà kiến và lún sâu vào ác nghiệp. Lại nữa, Xá Lợi Phất, dựa theo quan điểm về giảm đó, các chúng sinh này đã khởi lên ba quan điểm khác, và ba loại quan điểm này lại không tách rời với quan điểm về giảm kia.
chẳng khác nào như tấm lưới liên kết chẳng thể xa rời được. Vậy ba quan điểm đó là gì? Một, quan điểm về đoạn, nghĩa là cuối cùng thì hết. Hai, quan điểm về diệt, nghĩa là niết bàn. Ba, quan điểm về không niết bàn, nghĩa là niết bàn này vắng lặng đốt đáo. Xá Lợi Phất, ba quan điểm này, nó trói buộc như vậy, nó chấp chặt như vậy, nó xúc như vậy. Do sức của ba quan điểm này làm nhân duyên, cho nên mới xoay vần là được phát sinh ra hai loại tà kiến. Hai loại tà kiến này, nó không tách rời với ba quan điểm kia, giống giống như tấm lưới. Vậy hai quan điểm này là gì? Một, quan điểm vô dục. Hai, quan điểm rốt ráo không có niết bàn. Xá Lợi Phất dựa vào quan điểm vô dục lại khởi lên hai quan điểm khác. Hai quan điểm này không tách rời với quan điểm vô dục, chúng giống như tấm lưới. Vậy hai quan điểm đó là gì? Một, quan điểm giới thủ. Hai, quan điểm khởi tịnh điên đảo trong bất tịnh. Xá Lợi Phất dựa vào quan điểm rốt ráo không có niết bàn là khởi lên sáu loại quan điểm khác. Sáu quan điểm này lại không tách rời với quan điểm không có niết bàn, giống giống như tấm lưới. Vậy số quan điểm đó là gì? Một, quan điểm thế gian có đầu mối. Hai, quan điểm thế gian có chung cuộc. Ba, quan điểm chúng sinh do huyễn hóa sinh ra. Bốn, quan điểm không có khổ, không có vui. Năm, quan điểm không có nghiệp của chúng sinh. Sáu, quan điểm không có thánh đế. Lại nữa, Xá Lợi Phất dựa vào quan điểm, hai quan điểm tăng ấy, lại các chúng sinh này là khởi lên hai quan điểm khác. Hai quan điểm này là không tách rời với quan điểm tăng kia, chỉ giống như tấm lưới. Vậy hai quan điểm đó là gì? Một, quan điểm niết bàn đã có từ đầu. Hai, quan điểm do không do nhân, không do duyên mà bỗng nhiên có. Xá Lợi Phất, vì hai loại quan điểm này cho nên ngay trong pháp lành, các chúng sinh đây không có tâm mong mỏi, không có tâm siêng năng tinh tấn. Xá Lợi Phất, do các chúng sinh đấy khởi lên hai loại quan điểm như thế, nên đã khiến bảy vị Phật Như Lai ứng cúng chánh biến tri lần lượt xuất hiện ở đời, do mà thuyết pháp ở ngay trong pháp lành, hoặc sinh tâm ham muốn, hoặc sinh tâm siêng năng tinh tấn. Điều đó không thể xảy ra. Xá Lợi Phất, hai loại quan điểm này chính là nền tảng của vô minh và các hoạt. Đó chính là quan điểm niết bàn đã có từ đầu và quan điểm không do nhân, không do duyên, bỗng nhiên mà có. Xá Lợi Phất, hai loại quan điểm này chính là pháp cực ác, là gốc rễ của những họa lớn. Xá Lợi Phất, dựa vào hai quan điểm này mà khởi lên tất cả quan điểm khác. Tất cả quan điểm khác này là không tách rời với hai quan điểm kia, chúng giống như tấm lưới. Nói tất cả quan điểm tức là đó, tức là các quan điểm hoặc trong hoặc ngoài, hoặc to hoặc nhỏ, hoặc chính giữa, hết thảy đó chính là cái quan điểm về tăng về giảm. Xá Lợi Phất, hai loại quan điểm này dựa vào một cõi, đồng một cõi, hợp một cõi. Vì không biết một cách đúng đắn về một cõi kia, vì không thấy một cách như thật về một cõi kia, nên những hàng phàm phu ngu si này mới khởi lên tâm ác sâu nặng, tâm tà kiến sâu nặng, rồi cho cõi chúng sinh tăng, cõi chúng sinh giảm. Bây giờ ngài Tuệ Mạng sẽ là phát bạch: Bạch Thế Tôn, thế nào là một cõi? Vì không biết một cách đúng đắn về một cõi kia, vì không thấy một cách như thật về một cõi kia, nên tất cả những kẻ phàm phu ngu si mới khởi lên tâm cực ác, tâm đại tà kiến, rồi cho rằng cõi chúng sinh có tăng có giảm. Xá Lợi Phất thưa tiếp: Hay thay Bạch Thế Tôn, nghĩa này sâu xa con chưa thể hiểu được. Cố Sư Thế Tôn giải thích để cho con được hiểu rõ. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Tuệ Mạng Xá Lợi Phất: Nghĩa lấy sâu xa này chính là cảnh giới trí tuệ của Như Lai, mà cũng chính là chỗ thực thi nơi tâm Như Lai. Xá Lợi Phất, đối với nghĩa lấy sâu xa như vậy thì trí tuệ của tất cả hàng thanh văn duyên giác không thể nào hiểu thấu được.
không thể nào thấy được, không thể nào xem xét kỹ được, huống chi những kẻ phàm phu ngu si này, thì làm sao có thể liệu lường được? Duy có trí tuệ của chư Phật, của Như Lai có thể quán sát được, thấy được và hiểu thấu được nghĩa lý này thôi. Sáu lợi pháp có trí tuệ mà tất cả hàng thanh văn duyên giác có, đối với nghĩa lý này chỉ có thể kính ngưỡng mà tin theo, chớ không thể nào biết, thấy và quan sát một cách chính xác như thật về các nghĩa lý này được cả. Sáu lợi pháp nghĩa lý sâu xa này, tức là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế này tức là cõi chúng sinh. Cõi chúng sinh tức Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tức là pháp thân. Xá lợi pháp, như cái nghĩa pháp thân mà ta đã nói, nó vượt qua cả công đức trí tuệ của Như Lai. Kẻ hàng xa Phật pháp, không lìa không thoát, không đức không khác, không thể nghĩ bàn. Xá lợi pháp như những ánh sáng rực rỡ và sự xúc chạm không lìa không thoát của ngọn đèn thế gian, là như hình tướng và ánh sáng rực rỡ của hạt ngọc bóng mani, nó không lìa không thoát. Sở lời pháp cá nghĩa pháp thân mà Như Lai đã nói, nó cũng như vậy, nó vượt hẳn cả công đức trí tuệ của Như Lai. Cả hằng xa Phật pháp không lìa không thoát, không đức không khác, không thể nghĩ bàn. Sở lời pháp pháp thân này là pháp không sinh không diệt, chẳng phải là ngàn bé của quá khứ, chẳng phải ngàn bé của vị lai, nó lìa khỏi nhị biên. Sở lời pháp chẳng phải là ngàn bé của quá khứ, tức là xa lúc sinh ra, chẳng phải là ngàn bé của vị lai, tức là xa lúc diệt. Xá lợi Phật pháp thân Như Lai luôn vì là pháp không khác, vì là pháp không tận. Xá lợi Phật pháp thân Như Lai hằng, vì luôn có thể nương dựa, vì bình đẳng cả thời vị lai. Xá lợi Phật pháp thân Như Lai mát mẻ, vì là pháp không hai, vì là pháp không phân biệt. Xá lợi Phật pháp thân Như Lai không thay đổi, vì là pháp chẳng phải bị diệt, vì là pháp chẳng phải do tạo ra. Xá lợi Phật mà đã trải qua sự trói buộc của hàng xa vô biên phiền não, bởi từ vô thủy đến nay tùy thuận theo thế gian mà lênh đênh trong những làn sóng qua lại trong sinh tử, nên pháp thân này được gọi là chúng sinh. Xá lợi Phật pháp thân này nhàm chán, xa lìa những khổ não, sinh tử ở thế gian, vứt bỏ tất cả mọi ham muốn, mong cầu thực hành 10 pháp ba la mật, thu tóm 84.000 pháp môn, tu hành bồ đề, cho nên pháp thân này được gọi là Bồ Tát. Lần nữa, xá lợi Phật pháp thân này xa lìa mọi phiền não ở thế gian, thoát khỏi mọi ràng buộc khổ não, xa lìa tất cả sự dơ bẩn của phiền não, được trong sạch, an trụ trong pháp, trong sáng, nơi bờ giác, đến những nơi mà chúng sinh mong mỏi, thông suốt một cách rốt ráo tất cả cảnh giới, không có gì hơn được, xa lìa tất cả chướng ngại, được sức tự tại ở trong tất cả các pháp, nên được gọi là Như Lai, ứng cúng trên biến tri. Do đó này, xá lợi Phật không thể có pháp thân. Khi xa lìa cõi chúng sinh, không thể có cõi chúng sinh khi lìa pháp thân. Cõi chúng sinh tức là pháp thân cũng chính là cõi chúng sinh. Xá lợi Phất hai pháp này, một nghĩa khác, tên gọi. Lại nữa, xá lợi Phất, theo những điều ta đã nói ở trên, trong cõi chúng sinh cũng có ba pháp. Những pháp này đều chân thật, không hai không khác. Vậy ba pháp đó là gì? Một, Như Lai Tạng bản tế tự ưng với thể và pháp trong sạch. 2. Như Lai Tạng bản tế không tương ưng với thể, đối buộc bởi phiền não và các khổ trống sạch. 3. Như Lai Tạng vị lai tế mà mãi bình đẳng cùng với pháp hữu. Xá lợi Phất, ông nên biết Như Lai Tạng bản tế tương ưng với thể và pháp trống sạch, tức là pháp này như thật, không giả dối, không lìa, không thoát, là cõi pháp của trí tuệ trong sạch chân như, là pháp không thể nghĩ bàn. Cái thể tương ưng với pháp thanh tịnh này, từ vô thị bản tế đến nay, nó đã có sẵn. Xá lợi Phất, và chúng sinh nên ta dựa vào cõi pháp trong sạch chân như này mà nói pháp không thể nghĩ bàn, đó là tự tánh thanh tịnh tâm. Xá lợi Phất, nên biết Như Lai Tạng bản tế
không tương ưng với thể và pháp phiền não trói buộc, không trong sạch tức là pháp này tôi sẽ đến nay là lìa thoát. Không tương ưng bởi phiền não trói buộc là pháp không trong sạch, duy trì có trí bồ đề của Như Lai mới có thể đoạn trừ. Xá lợi Phất, vì hạng chúng sinh nên ta dựa vào cõi pháp bị phiền não trói buộc, không tương ưng, không thể nghĩ bàn này mà nói pháp bị nhiễm bởi khách trần phiền não, đó là tâm tự tánh trong sạch không thể nghĩ bàn. Xá lợi Phất, nên biết Như Lai tạng vị lai tế mãi mãi bình đẳng cùng với pháp hữu, tức pháp này là nền tảng của tất cả pháp, nó chuẩn bị và làm cho đầy đủ tất cả pháp. Trong pháp thế gian nó không lìa không thoát chân thật với tất cả pháp, nó nắm giữ tất cả pháp, tóm thâu tất cả pháp. Xá lợi Phất, ta dựa vào cõi pháp trong sạch không thể nghĩ bàn, không sinh không diệt, mát sạch, thường hằng bất biến, để quay về nương tựa mà gọi là chúng sinh. Vì sao? Nói chúng sinh tức là nói đến cái tên khác của cõi pháp trong sạch không thể nghĩ bàn, không sinh không diệt, thường hằng mát mẻ bất biến, để quay về nơi nương tựa. Vì nghĩa đó dựa vào pháp này ta gọi là chúng sinh. Xá lợi Phất, ba loại pháp này đều là chân thật không sai không khác. Trong pháp chân thật không sai không khác, ba pháp này rút ráo không khởi lên hai loại tà kiến cực ác và không tốt. Vì sao? Vì đó là quan điểm đúng đắn, cho nên gọi là quan điểm tăng và giảm. Xá lợi Phất, hai loại tà kiến này chư Phật Như Lai đều rút ráo xá lìa, cũng là điều mà chư Phật Như Lai quả trách. Xá lợi Phất, nếu như có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tắc ưu và di khởi lên một quan điểm hoặc hai quan điểm, rồi cho các đức Phật Như Lai chẳng phải là đấng thế tôn của họ, như vậy những người này chẳng phải là đệ tử của ta. Xá lợi Phất, do bị khởi lên hai quan điểm ấy, cho nên những người này họ từ chỗ tối tâm này đi vào chỗ tối tâm khác. Với những người này ta gọi họ là những kẻ chẳng tin Phật pháp. Thế nên này Xá lợi Phất, nay ông nên học pháp này để giáo hóa những chúng sinh ấy, khiến cho họ xa lìa hai quan điểm kia mà trụ vào trong chánh đạo. Xá lợi Phất, đối với những pháp này ông cũng phải nên học để xa lìa hai quan điểm kia và trụ trong chánh đạo. Khi Phật nói câu này xong, ngài Tề Mạng Xá Lợi Phất cùng tất cả những tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di, các vị đại bồ tát cùng các hàng trời rồng và xóa cả tất bà Atula, Kala, Lầu La, Kanala, Mahola, già nhân phi nhân, tất cả đại chúng thì đều vui mừng tính thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh không tăng không giảm.